Tại Đồng Tháp, Hội đồng Bảo vệ An ninh Trật tự xã An Phong, huyện Thanh Bình tổ chức Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024 vào chiều qua. Đây là địa phương được chọn làm điểm của huyện. Đến dự có ông Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thực hiện phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, xã An Phong có 100% ấp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đăng ký đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự như mô hình hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy cộng đồng, mô hình camera an ninh, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ nhân dân tự quản, mô hình điểm chữa cháy công cộng. Tại ngày hội, Hội đồng Bảo vệ An ninh Trật tự xã đã cho ra mắt mô hình mỗi số nhà là một đường dây nóng tố giác tội phạm, trao hơn 100 biển số nhà cho các hộ dân trên địa bàn. Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình trao 50 phần quà cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần gồm 10 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện xã. Hội đồng Bảo vệ An ninh Trật tự xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành cũng vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024. Qua phong trào, người dân mạnh dạn tham gia bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng công an đã tiếp nhận được 15 nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp, giúp lực lượng công an xã điều tra khám phá một vụ, một đối tượng phạm pháp hình sự, triệt xóa một vụ tệ nạn xã hội, xử lý 7 đối tượng và giải quyết 10 vụ, 12 đối tượng vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh đó, xã còn thành lập nhiều mô hình, câu lạc bộ, tổ, hoạt động hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mang lại bình yên cho xóm làng, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Dịp này, xã Tân Bình vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công an, xã Tân Nhuận Đông nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Nhiều tập thể và cá nhân nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân xã An Phú Thuận.